chia cả mọi người nhé chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là làm thế nào để chúng ta có thể là hiện lại ba cái nút điều hướng ở trên chiếc điện thoại là Oppo A58 nhé mọi người nhé đây à, ví dụ như của mình là đang dùng cái cử chỉ như iPhone nhưng mà ở trên chiếc điện thoại Oppo nó hơi khác iPhone một chút có nghĩa là khi mà chúng ta chạy rất nhiều cái ứng dụng chạy nền à, thì chúng ta sẽ nếu mà ở ngoài cái màn hình chính như này chúng ta sẽ không nào mà 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 để những cái ứng dụng chạy nền hiện lên để chúng ta tắt đi nha mọi người nhá Mà chúng ta phải bắt buộc là ví dụ mở một cái ứng dụng nào đó Và chúng ta sẽ từ từ như thế này Đó thì chúng ta mới hiện lên cái ứng dụng chạy nền để chúng ta xóa đi Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là lấy lại ba cái nút điều hướng Để chúng ta sử dụng có thể là cho nó dễ hơn nhé mọi người nhé Ok thì việc đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào cái phần là cài đặt chiếc điện thoại này cho mình Rồi ở đây thì chúng ta sẽ chọn đến cái phần là cài đặt bổ sung nhé mọi người nhé đó. Thì ở đây cái phần là điều hướng hệ thống này thì chúng ta sẽ chọn vào cái phần là điều hướng hệ thống. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ chọn tích dấu chấm tròn ở sang bên cái nút này thôi nhá. Đó. Thì ở đây là cái bố cục của các nút thì chúng ta có thể là chọn theo cái ý thích của chúng ta hoặc là các bạn quen dùng như nào thì chúng ta sẽ chọn như vậy nhá. Rồi, mình sẽ thoát về này. Mình sẽ thoát ra này. Đây. Đó, vậy là đã hiện rất chi là dễ rồi nhá Và dễ sử dụng hơn Nếu mà theo cái cá nhân của mình thì mình thích sử dụng ba cái nút này hơn Đó, thì hôm nay mình hướng dẫn mọi người là cách để hiển thị lại là cái nút điều hướng ở trên chiếc Oppo A58 Đó, thì mọi người xem được cái video chia sẻ của mình thấy hay và ích Thì cho mình một like và đăng ký nhá và chia sẻ video giúp mình Còn bây mình xin khép lại cái video tại đây Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video chia sẻ tiếp theo nhé